Mỹ hạ 15 UAV của Houthi, tiết lộ nội dung kế hoạch xây cảng nổi ở Gaza. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ US CENTCOM, các lực lượng Mỹ triển khai ở Biển Đỏ sáng ngày 9 tháng 3 đã bắn hạ nhiều UAV của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ tới 6 giờ 30 sáng ngày 9 tháng 3, giờ Sana, nhóm vũ trang Houthi do Iran hậu thuẫn đã thực hiện một vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV quy mô lớn ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Chúng tôi nhận định cuộc tấn công là mối đe dọa hiện hữu với các tàu buôn và chiến hạm Mỹ có mặt trong khu vực. Các tàu của Hải quân Mỹ và Liên minh Hàng hải đã bắn hạ 15 chiếc UAV của Houthi, thông báo từ US CENTCOM viết. US CENTCOM khẳng định việc bắn hạ các UAV trên là nhằm bảo vệ tự do hàng hải và khiến các vùng biển quốc tế an toàn hơn. Theo CNN, vụ tấn công UAV quy mô lớn trên của Houthi được thực hiện chỉ 3 ngày sau khi nhóm này tiến hành tấn công tên lửa đạn đạo nhằm vào tàu MV True Confidence treo cờ Barbados đi qua Biển Đỏ, khiến 3 thuyền viên thiệt mạng và 4 người bị thương. Mỹ tiết lộ nội dung kế hoạch xây cảng nổi ở Gaza. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, tướng Patrick Ryder hôm ngày 8 tháng 3 đã tiết lộ nhiều chi tiết trong kế hoạch xây dựng cảng nổi ở Gaza. Kế hoạch về hệ thống cảng vẫn đang trong giai đoạn đầu và có thể mất tới 60 ngày để biến kế hoạch đó thành hiện thực. Hệ thống cảng bao gồm hai phần riêng biệt. Trước tiên là phần xà lan nổi ngoài khơi có thể tiếp nhận hàng viện trợ. Sau đó quân đội Mỹ sẽ chuyển hàng viện trợ từ đó trên một tuyến đường đắp dài 550 mét để vào bờ, ông Ryder nói. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc sau đó khẳng định rằng binh sĩ Mỹ sẽ không đặt chân lên dải Gaza. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu lực lượng quân sự Mỹ phải xuất hiện trên bộ. Vai trò của chúng tôi về cơ bản là cung cấp hàng viện trợ, ông Ryder nhấn mạnh. Xung đột Hamas-Israel, nỗ lực thiết lập hành lang vận tải biển chở hàng viện trợ đến Gaza. Tổ chức từ thiện của Mỹ World Central Kitchen cho biết đang chất hàng viện trợ cho dải Gaza lên một tàu ở Cộng hòa Ship, chuẩn bị chở chuyến hàng viện trợ đầu tiên đến vùng lãnh thổ này qua một hành lang vận tải biển mà Ủy ban châu Âu hy vọng sẽ mở vào cuối tuần này. Tàu Open Arms treo cờ Tây Ban Nha đã cập cảng La Cana ở Cộng hòa Ship 3 tuần trước đây. Ship là quốc gia thuộc Liên minh châu Âu-EU có vị trí gần Gaza nhất. Theo tuyên bố ngày 8 tháng 3 của World Central Kitchen, các nhóm thuộc tổ chức này đang ở Ship tiến hành chất các hàng viện trợ nhân đạo lên tàu để chuyển tới phía bắc Gaza. Tuyên bố nêu rõ nhiều tuần qua, World Central Kitchen đã cùng với đối tác phi chính phủ Open Arms chuẩn bị cho việc mở một hành lang vận tải biển cho phép tăng cường các nỗ lực viện trợ trong khu vực. Trên nền tảng truyền thông xã hội X, Open Arms cũng thông báo, nỗ lực thiết lập hành lang nhân đạo trên biển để viện trợ cho Gaza đang đạt được sự tiến bộ và các tàu kéo của chúng tôi đã sẵn sàng khởi hành ngay lập tức chở hàng tấn thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm quan trọng cho dân thường Palestine. Trước đó, Chủ tịch EC bà Ursula von der Leyen đã bày tỏ hy vọng rằng một hành lang vận tải biển có thể mở ra vào ngày 10 tháng 3. Bà cho biết một chiến dịch thí điểm được triển khai vào ngày 8 tháng 3 với sự hỗ trợ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE nhằm đảm bảo chuyến hàng đầu tiên trong số nhiều chuyến hàng viện trợ chuyển đến người dân Gaza. Hiện không có cảng nào ở Gaza hoạt động. Các quan chức không cho biết các chuyến hàng đầu tiên sẽ chuyển đến đâu, có chịu sự kiểm tra của Israel hay không và ai sẽ là phân phối viện trợ. Cũng trong ngày 8 tháng 3, Lầu Năm Góc cho biết kế hoạch của Mỹ nhằm thiết lập một bến tàu biển tạm thời ngoài khơi ở Gaza sẽ mất tới 60 ngày và có thể sẽ có sự tham gia của hơn 1.000 nhân viên Mỹ. Liên quan tới vấn đề trên, ngày 9 tháng 3, Thụy Điển cho biết nước này đã quyết định nối lại tài trợ cho cơ quan Liên Hợp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine với một số tiền giải ngân ban đầu là 20 triệu đô la Mỹ sau khi được đảm bảo về sự kiểm tra bổ sung đối với chi tiêu và nhân sự của cơ quan này. Thông báo của chính phủ Thụy Điển nêu rõ, chính phủ đã phân bổ 400 triệu kroner, tức là 40 triệu đô la Mỹ, cho cơ quan này trong năm 2024. Đợt giải ngân đầu tiên sẽ là 200 triệu kroner. Thông báo cũng cho biết thêm rằng, để nhận được khoản tài trợ này, UNRWA đã đồng ý cho phép kiểm tra và kiểm toán độc lập nhằm tăng cường giám sát nội bộ và kiểm soát nhân sự. UNRWA là trung tâm của các nỗ lực cung cấp cứu trợ nhân đạo ở Gaza. Tổ chức này có khoảng 30.000 nhân viên nhân đạo ở vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng ở Liban, Jordani, Syria, trong đó khoảng 13.000 nhân viên ở dải Gaza. Ngày 8 tháng 3, người đứng đầu tổ chức này ở Trung Đông, ông Philip Lazzaroni ra thông cáo báo chí nhấn mạnh tình hình ở Gaza hiện nay chưa từng thấy trong bất cứ cuộc khủng hoảng nào trước đây. Trong thông cáo, ông Lazzaroni nêu rõ người dân Gaza phải đối mặt với thảm kịch lẽ ra có thể tránh được. Ông cảnh báo rằng Gaza đang trên bờ vực nạn đói, nhấn mạnh trẻ em nơi đây đang chết vì đói khát. Ông kêu gọi sớm mở cửa khẩu cho xe cứu trợ vào Gaza. Cơ quan y tế tại Gaza cho biết ít nhất 20 người, chủ yếu là trẻ em, đã chết vì suy dinh dưỡng và đói khát do xung đột gây ra. Trong diễn biến khác liên quan đến tình hình xung đột ở dải Gaza, ngày 8 tháng 3, quân đội Mỹ và không quân Hoàng gia Jordan đã phối hợp thả hàng viện trợ nhân đạo xuống khu vực bắc dải Gaza. Đây là lần thứ 3 Mỹ phối hợp với Jordan để thực hiện việc này.
Thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ở Trung Đông CENTCOM cho biết, Không quân Mỹ và Không quân Hoàng gia Anh Jordan đã sử dụng máy bay quân sự thả 11.500 suất ăn xuống cho người dân ở Bắc Gaza. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các quốc gia đối tác nhằm thực hiện kế hoạch thả viện trợ xuống Gaza trong những ngày tới. Trước đó, Mỹ đã hai lần cùng Jordan thả gần 80.000 suất ăn xuống Gaza. Trong thông điệp liên bang phát biểu ngày 8 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã chỉ đạo quân đội Mỹ đứng đầu một sứ mệnh khẩn cấp trong việc xây dựng một cầu cảng tạm thời ở Địa Trung Hải dọc bờ biển Gaza nhằm tiếp nhận các tàu lớn mang theo thực phẩm, nước uống và thuốc men tới Gaza. Mỹ đang dẫn đầu các nỗ lực quốc tế để đưa viện trợ nhân đạo vào dải Gaza. Tối nay, tôi sẽ chỉ đạo quân đội Mỹ dẫn đầu một nhiệm vụ khẩn cấp nhằm thiết lập một bến tàu tạm thời ở Địa Trung Hải trên bờ biển Gaza để có thể tiếp nhận các tàu lớn chở lương thực, nước uống, thuốc men và gửi đến những nơi trú ẩn tạm thời. Một bến tàu tạm thời sẽ cho phép tăng đáng kể lượng viện trợ nhân đạo đến dải Gaza mỗi ngày. Tổng thống Joe Biden kêu gọi Israel cho phép thêm viện trợ vào Gaza và đảm bảo các nhân viên viện trợ nhân đạo không bị mắc kẹt giữa hai làn đạn. Ông Biden khẳng định với giới lãnh đạo Israel rằng việc bảo vệ và cứu mạng dân thường là một ưu tiên và giải pháp thực tế duy nhất trong tương lai, là giải pháp hai nhà nước nhằm đảm bảo an ninh và dân chủ của Israel và đảm bảo người dân Palestine được sống trong hòa bình, cũng như đảm bảo hòa bình giữa Israel và quốc gia Ả Rập láng giềng bao gồm Ả Rập Xê Út. Armenia cân nhắc xin gia nhập EU. Armenia, nước láng giềng phía nam của Nga, tuyên bố sẽ cân nhắc gửi đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu. Armenia đang thảo luận về nhiều cơ hội mới, trong đó mong muốn làm thành viên Liên minh châu Âu-EU không còn là bí mật. Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan ngày 8 tháng 3 trả lời phỏng vấn trên đài TRT World của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông bổ sung rằng Armenia đang nỗ lực thắt chặt quan hệ hơn nữa với phương Tây vì cảm thấy căng thẳng ngày một gia tăng với Nga, dù hai nước vốn là đồng minh truyền thống. Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Mirzoyan tuyên bố tại diễn đàn ngoại giao Antalya rằng Armenia đang nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông kỳ vọng quan hệ hai nước sẽ sớm được khôi phục, đồng thời tăng cường trao đổi giữa nhân dân hai nước và tái mở cửa biên giới. Chúng tôi chân thành mong muốn mở cửa trở lại biên giới với các nước càng sớm càng tốt, ông nhấn mạnh. Mối quan hệ giữa Nga và Armenia đã trở nên xấu đi trong thời gian qua. Thủ tướng Nikol Pashinyan nói Nga khiến Armenia thất vọng sau khi không thể ngăn Azerbaijan phát động chiến dịch chớp nhoáng hồi năm ngoái nhằm giành quyền kiểm soát vùng Nagorno-Karabakh tranh chấp, khiến người gốc Armenia sống ở đó phải sơ tán. Nga phản bác rằng thất bại của Thủ tướng Pashinyan trong việc quản lý các cuộc cạnh tranh phức tạp ở Nam Caucasus là nguyên nhân khiến những nhóm vũ trang dân tộc Armenia ở Karabakh thất thế, đồng thời cảnh báo phương Tây đang cố gắng chia rẽ Yerevan và Moscow. Armenia trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Nikol Pashinyan bắt đầu từ năm 2018 đã tìm cách thoát lệ thuộc an ninh vào Nga và mở rộng quan hệ với phương Tây. Những động thái này khiến Moscow không hài lòng và nhiều lần chỉ trích chính quyền Pashinyan có biểu hiện chống Nga. Thủ tướng Pashinyan hồi tháng 2 tuyên bố đình chỉ hiệp ước an ninh tập thể với Nga, đồng thời bày tỏ Armenia ngày càng không hài lòng với tổ chức hiệp ước an ninh tập thể do Nga dẫn đầu. Ông cho rằng đất nước cần một chiến lược an ninh quốc gia mới và sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội. Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Armenia nếu rời khỏi tổ chức này sẽ diễn biến gây hại cho chính nước láng giềng.